không ạ? Và chào đón năm mới nữa. Và rất là vui mừng được chào đón hai đội chơi đến với chương trình của chúng tôi. Trước tiên xin mời đội 1, mời các bạn hãy giới thiệu về đội của mình. Xin chào tất cả các bạn xem đài. Xin chào anh Chia Bảo và xin chào đội chơi. Mà đội mình gồm 3 thành viên. Mình là Phạm Đức Long. Hiện mình đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Sân khấu. Sở thích của mình là viết blog và đọc sách. Còn đây là thành viên thứ hai của đội mình. Chào các bạn, mình tên là Trần Thị Tiên Hương, hiện đang công tác tại trường Mầm Non 1A quận Tân Bình. Sở thích của mình là đi leo núi, nhưng mà mình chỉ thích chinh phục những ngọn núi thật là thấp thôi các bạn. Và đội mình đến đây với tiêu chí thử thách chính mình. Cũng nhân dịp mà mùa Noel, đội mình xin chúc tất cả quý vị khán giả mùa Giáng sinh thật vui vẻ và hạnh phúc. Rất mong được sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả quý vị khán giả. Và đây là thành viên nhí nhất. Chào các bạn, mình tên là Trần Thành Trung. Hiện mình đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Sở thích của mình là âm nhạc và điện ảnh. Mình đến đây cũng với tiêu chí giống như đội của mình. Bạn Đức Long thì thích viết blog và ở nhà đọc sách. Còn bạn thích phim ảnh và điện ảnh. Còn bạn Hương thì thích leo núi, phải không ạ? Xin hỏi bạn có tham gia chinh phục đỉnh núi nào chưa? Dạ, em có chinh phục đỉnh núi Bà Đen thôi ạ. Và có một chương trình trên truyền hình của chúng ta, đó là chinh phục đỉnh núi Everest. Bạn có tham gia chương trình này không? Đây là một chương trình cũng rất là hấp dẫn, thú vị. Dạ không ạ, tại vì cái đỉnh núi đó nó quá cao so với em. Cứ thử xem, phải không ạ? Dạ, cảm ơn các bạn. Và bây giờ xin mời đội 2, các bạn hãy giới thiệu về đội của mình đi. Em xin kính chào quý vị khán giả, xin chào anh Chi Bảo, chào đội bạn. Em xin tự giới thiệu, em là Phan Hồng Quân, hiện là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của em là đọc sách, nghe nhạc. Và hôm nay giống như em rất vui khi được tham dự chương trình này. Và đây là thành viên thứ hai. Xin chào các bạn, mình tên là Phan Hồng Thu, mình là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp. Sở thích của mình là du lịch và xem phim. Và đây là thành viên cuối cùng của đội. Chào các bạn, mình là Nguyễn Ngọc Tuấn, mình là sinh viên. Sở thích của mình là lên mạng và chơi game. Rất vui được tham gia chương trình này. Và nhóm chúng em ngoài những sở thích riêng đó thì có chung sở thích là thích khám phá. Vì thế nhóm chúng em hôm nay đến với chương trình này để nhớ những gì đã học. Học những gì chưa biết. Biết gì chưa đọc. Yeah. Và cũng nhân chương trình này thì mùa này sắp tới rồi. Xin chúc cho mọi người một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn. Và cũng xin thay mặt chương trình xin chúc cho tất cả quý vị khán giả cũng như là cả hai đội chơi ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc chơi hết sức là thú vị. Trước khi bước vào chương trình, ban tổ chức xin gửi tặng hai đội mỗi đội một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca trị giá hơn 2 triệu đồng và xin chúc cho hai đội may mắn. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang vòng 1 của chương trình thử thách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình thử thách. Giải thưởng của vòng 1 gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca và một điện thoại di động Sony Ericsson VK200i. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào vòng thi đầu tiên. Ở vòng thi đầu tiên chúng ta có 4 câu hỏi và 3 câu hỏi đầu tiên, mỗi câu hỏi có 3 đáp án. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy đưa ra một đáp án chính xác nhất. Trả lời đúng câu hỏi số 1 chúng ta mới được trả lời câu hỏi số 2, tương tự như vậy dành cho câu hỏi số 3. Nhưng trước tiên bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê là ai? A. Lê Thái Tổ. B. Lê Thánh Tông. Và C. Lê Đại Hành. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Các bạn hãy hỏi ý với nhau và đưa ra một kết quả mình cho là đúng nhất. Bây giờ mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn chọn đáp án B và đội 2 chọn đáp án C. Có sự khác biệt ở đây. Trước tiên xin hỏi đội 1. Dạ theo em được biết thì vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê đó chính là B, Lê Thánh Tông. Thì đương nhiên là mình đưa ra đáp án B rồi, phải không ạ? Dạ. Trí nhớ của mình là như vậy. Bạn Long, bạn thấy sao bạn Long? Thì em cũng lúc mà cấp 3 học lịch sử thì có học về vấn đề đó. Không, mà lâu quá rồi hơi quên, phải không? Đội 2, các bạn chọn đáp án C à? Lý do có một cơ sở nào giúp cho các bạn lựa chọn đáp án này thì không? Thì em nhớ là lúc học phổ thông thì nếu em nhớ không lầm là Lê Thái Tổ và Lê Thánh Tông là ở nhà hậu Lê.
Còn Lê Đại Hành là nhà tiền Lê. Tự tin lắm phải không? Đây là câu hỏi đầu tiên thôi, nhưng mà một câu hỏi cũng hết sức quan trọng. Bởi vì nếu trả lời đúng câu hỏi này, các bạn mới có cơ hội ghi được 60 điểm ở ba câu hỏi đầu tiên. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đáp án của chương trình. Đáp án của câu hỏi số 1 là đáp án C, Lê Đại Hành. Và chúng ta cũng thấy trên màn hình, rất tiếc phải tạm thời chia tay với một số vị khán giả chúng ta đã trả lời không chính xác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hy vọng gặp lại ở vòng thứ 2. Lê Đại Hành trị vì từ năm 980 đến năm 1005. Ông là thập đạo tướng quân Lê Hoàng dưới triều nhà Đinh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Hy Lạp có rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ thuộc khu vực biển nào? A. Địa Trung Hải. B. Thái Bình Dương. Và C. Ấn Độ Dương. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Như vậy thì tôi xin được chúc mừng đội 2, các bạn đã có 20 điểm. Đội 1 các bạn hãy cố gắng lên ha. Nếu đội 2 các bạn trả lời đúng câu hỏi số 2 và câu hỏi số 3, 60 điểm các bạn có cơ hội bước vào vòng số 4. Các bạn hãy hết sức cẩn trọng. Và bây giờ xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn chọn đáp án A. Đội 2 chọn đáp án A. Ở đáp án này đội 1 các bạn có tự tin hơn ở đáp án vừa rồi không ạ? Dạ, tự tin hơn ạ. Này cũng kiến thức hỏi cấp 3 phải không? Nhưng mà nhớ, có nhớ. Ở đội 2 thì sao? Các bạn có câu trả lời số 1 rất chính xác. Câu này các bạn có tự tin như câu vừa rồi không? Dạ, rất tự tin. Rất tự tin. Thì vậy thì đội 1 các bạn cũng yên tâm ha. Đội 1 và đội 2 các bạn đều chọn đáp án A. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án A, Địa Trung Hải. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Chúng ta tiếp tục chương trình với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập tại tỉnh nào? A. Tuyên Quang. B. Cao Bằng. Và C. Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Chỉ cần một câu hỏi nữa thôi các bạn đội 2 ạ. Các bạn hãy cố gắng trả lời thật chính xác câu này thì các bạn có cơ hội tham gia phần thưởng điện thoại di động Sony Ericsson W200i đang chờ đón các bạn. Nhưng trước tiên hãy cố gắng trả lời đúng câu hỏi số 3. Sau đây là đáp án của cả hai đội. Xin mời hai đội. Đội 1 các bạn chọn đáp án A, đó là tại Tuyên Quang. Và đội 2 các bạn chọn đáp án A. Có thấy hối tiếc điều gì không ạ? Dạ, không hối tiếc ạ. Không hối tiếc. Như vậy là các bạn tự tin ở đáp án này. Dạ, dạ. Tự tin khoảng 90%. Còn 10% lý do? 10% thì tại không biết trí nhớ của mình có được tốt như mong đợi hay không. Xin hỏi đội 2 ai gợi ý trả lời đáp án này ạ? Dạ, Quân ạ. Quân. Rồi, Quân trả lời đáp án này. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của câu hỏi này. Đáp án của câu hỏi số 3 là đáp án B, Cao Bằng. Và chúng ta cũng biết đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4 để giúp quý khán giả nào sẽ nhận được phần thưởng cao nhất ở vòng thi số 1, đó là điện thoại di động Sony Ericsson W200i. Bây giờ là nội dung của câu số 4. Đội Thể Công, còn gọi là câu lạc bộ quân đội, được thành lập vào năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Có đáp án chưa ạ? Xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn đưa ra đáp án là... Các bạn có thể để trên đó và các bạn để yên vị trí, chúng tôi có thể thấy được là 1982. Đúng không ạ? Lần sau thì các bạn có thể ghi con số lớn hơn một chút xíu nữa để cho quý vị khán giả có thể nhìn được rõ ràng. Trả lời chính xác.
Và anh đã đoạt 2 huy chương vàng ở cự ly 800m và 1500m, phá kỷ lục SEA Games cự ly 1500m. Đây là một thành tích rất tốt phải không ạ? Và chúng tôi nhận thấy trên màn hình lúc này chỉ còn lại một vài vị khán giả chúng ta đã trả lời chính xác mà thôi. Hy vọng rằng một trong số quý vị khán giả này sẽ may mắn ở vòng thi này. Bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi số 4 của vòng thi thứ 3. Quân đội quốc gia Việt Nam đổi tên thành Quân đội Nhân dân Việt Nam vào năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đội 1 và đội 2, các bạn đã nhận được hai đầu máy karaoke liên tiếp ở hai vòng 1 và 2. Đội 1 chờ điện thoại di động, nhưng mà cơ hội điện thoại di động lần cuối cùng cũng bỏ qua. Chỉ còn một cơ hội nữa thôi, đó là chiếc xe Super Sapphire. Và sau đây là đáp án của cả hai đội, xin mời hai đội. Đội 1, các bạn đưa ra con số là 1946 và đội 2 là 1944. Chắc cũng gần đúng phải không ạ? 1946 và 1944. Và bây giờ là đáp án của chúng ta. Đáp án của câu hỏi này đó là năm 1950. Và bây giờ xin mời cả hai đội và quý vị khán giả hãy cùng hướng về màn hình để xem quý vị khán giả nào may mắn nhất ở vòng thi thứ 3 đã nhận được phần thưởng là điện thoại di động Sony Ericsson W880i. Đó là quý vị khán giả đã chọn biểu tượng là nàng Luna. Và trước khi chúng ta công bố kết quả của vòng thi thứ 3, mời quý vị và các bạn một lần nữa chúng ta hãy theo dõi một vài hình ảnh về chương trình thử thách. Ban tổ chức chương trình thử thách, các thí sinh là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đều có thể đăng ký tham dự chương trình. Chương trình bắt buộc đăng ký tham dự theo đội, mỗi đội gồm 3 thành viên. Mỗi thí sinh cần mang theo một ảnh 34 và giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu. Nhận và nộp hồ sơ đăng ký tại số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ 0891021588. Thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ đến 16 giờ 30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ban tổ chức chương trình thử thách. Ta đã kết thúc vòng thi thứ 3 và các bạn cũng đã vừa xem qua một vài hình ảnh về những vị khán giả may mắn đã trúng thưởng giải thưởng cao nhất ở chiếc xe Super Sapphire. Tôi cũng có một cái ước vọng nhỏ thôi, đó là hy vọng rằng ở kỳ thi lần sau, chương trình thử thách lần sau, những hình ảnh mà các bạn vừa xem vừa rồi sẽ có một trong sáu các bạn ở đây. Các bạn có mong muốn điều đó không ạ? Các bạn cứ hình dung ra đi, mùa Giáng sinh năm nay mà chúng ta được chạy trên chiếc xe này, đội thêm cái nón bảo hiểm màu này nữa thì rất là đẹp phải không ạ? Các bạn có ước mơ đó không ạ? Hy vọng là được. Cứ ước mơ phải không ạ? Cứ ước mơ. Bây giờ các bạn hãy cố gắng trả lời cho thật là đúng nha, ở câu vòng cuối cùng. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng công bố kết quả của vòng thi thứ 3. Và trước tiên xin được chúc mừng đội 1, các bạn đã nhận được đầu máy karaoke hiệu Senka. Vì lâu lắm rồi mới đã trở về đội 1 phải không ạ? Chúc mừng các bạn. Và chúng tôi xin được chúc mừng quý khán giả may mắn ở vòng thứ 3 đã chọn biểu tượng là nàng Luna có số điện thoại di động 0989262562 đã nhận phần thưởng điện thoại di động Sony Ericsson W880i. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục bước vào vòng thi cuối cùng của chương trình để xác định được ai sẽ là người may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi bước sang vòng thi thứ 4, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo. Từ đó. Sự chung thủy nào cũng được đánh giá cao. Đó là lý do Mobifone đem đến chương trình kết nối dài lâu cho tất cả khách hàng thân thiết với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi cuối cùng của chương trình. Và giải thưởng của vòng thi này gồm có một đầu máy karaoke hiệu Senka và chiếc xe Super Sapphire. Như vậy thì còn chần chờ gì nữa, xin kính mời quý vị và các bạn hãy chúng ta hãy cùng tham gia ở vòng thi thứ tư để có cơ hội nhận được phần thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay là chiếc xe Super Sapphire. Và muốn làm được điều đó, quý vị và các bạn chúng ta hãy trả lời đúng hết tất cả 4 câu hỏi. Bây giờ là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Karate Do Việt Nam tại SEA Games 24 là ai? A. Đình Long, B. Lê Công và C. Đăng Khánh. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đây chỉ là một bước ngoặt đầu tiên để xem ước mơ mùa Giáng sinh này của mình có thành hiện thực hay không. Thấy không ạ? Chiếc xe Super Sapphire đang chờ đón các bạn. Sau đây là đáp án của cả hai đội. Mời hai đội. Đội 1 và đội 2, các bạn đều chọn đáp án B. Đó là Lê Công. Tôi đã thấy không khí Giáng sinh đang đến rất gần các bạn ạ. Hãy cố gắng lên nha. Đây là câu hỏi số 1 thôi, còn tới 3 câu hỏi nữa lần. Và sau đây là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, Lê Công. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với quân ngũ. Hiện là huấn luyện viên của đoàn quân đội tại SEA Games 24. Ông đã dẫn dắt đội tuyển Karate Do Việt Nam đoạt 6 huy chương vàng. Và bây giờ là nội dung của câu hỏi số 2. Đỉnh cao nhất của dãy Alps là đỉnh núi nào sau đây? A. Pipernina, B. Dom và C. Mont Blanc. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Hết sức cẩn trọng các bạn ạ. Các bạn đã đi được một đoạn đường. Bây giờ là câu hỏi số 2. Tôi thấy có một nhà tài trợ đang lao chiếc xe chuẩn bị đưa cho các bạn rồi đó. Các bạn hãy chuẩn bị quần áo và bước ra đường, nhớ đội mũ bảo hiểm, thấy không ạ? Vâng. Bây giờ là đáp án của cả hai đội. Ở câu hỏi này, câu hỏi 1 và câu hỏi 2 của vòng này, tôi rất là vui mừng khi cả hai đội đều đồng lòng. Tôi hơi lo lắng không biết chiếc xe làm sao chia cho hai đội đây, thấy không ạ? Đội 1 và đội 2, các bạn đều chọn đáp án C. Đó là Mont Blanc, phải không ạ? Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta đó là đáp án C, Mont Blanc. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Và chúng ta cũng biết đỉnh Mont Blanc cao 4.808 m. Bây giờ là câu hỏi số 3. Nội dung của câu hỏi số 3 như sau. SEA Games 25 năm 2009 do quốc gia nào tổ chức? A. Lào, B. Malaysia, C. Indonesia. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Cơ hội đang đến rất gần cả hai đội. Nếu các bạn theo dõi SEA Games 24 thì chắc chắn các bạn sẽ biết được SEA Games lần thứ 25 tổ chức tại đâu. Lúc này chiếc xe đã được dẫn ra. Mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 và đội 2, các bạn đều chọn đáp án A, đó là ở Lào. Tôi thấy là thông tin báo chí đã nhắc rất là nhiều về chi tiết này, phải không ạ? Có phải các bạn có nhận thấy gì không? Hiện nay cảm giác của các bạn như thế nào ạ, đội 1? Rất là vui mừng khi trả lời đúng câu này. Đội 2 như thế nào ạ? Cũng rất là vui nhưng mà cũng hồi hộp. Hồi hộp, vẫn còn hồi hộp. Có hồi hộp mới có vui, phải không ạ? Đội 1 và đội 2, các bạn đều chọn đáp án A. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án A, Lào. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Và bây giờ là câu hỏi hết sức quan trọng của vòng thi này. Sẽ xác định xem ai là người may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay và sở hữu chiếc xe Super Sapphire. Và bây giờ là nội dung của câu hỏi. Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Tuân bay vào vũ trụ năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đây là một sự kiện lịch sử. Nếu các bạn nhớ ra được đó là năm nào, chiếc
xe. Các bạn chỉ cần bỏ tiền ra một chút xíu nữa thôi, các bạn mua thêm chiếc mũ bảo hiểm nữa là xong. Không chừng nhà tài trợ sẽ tặng luôn mũ bảo hiểm cho các bạn. Bây giờ là đáp án của chương trình, hãy đưa ra một đáp án rất chính xác. Mời đáp án của cả hai đội. Đội 1, 1954. Và đội 2, còn khủng khiếp hơn nữa, 1950. Thôi thì cứ nhìn chiếc xe một lần đi. Phải không ạ? Nhìn lần cuối ạ. Không sao, không sao, phải không ạ? Người ta chạy cũng như mình chạy vậy thôi, đâu có gì đâu, phải không? À, mà bây giờ là đáp án của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chương trình của chúng ta. Đó là vào năm 1980. Một lần nữa xin mời hai đội và quý khán giả hãy cùng hướng về màn hình để xem quý vị khán giả nào may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Ai à? Là nàng Luna của chúng ta đã may mắn nhất trả lời một đáp án hoàn toàn chính xác. Và tôi phải hết sức là tiếc cho cả hai đội. Chúng ta đã bỏ qua một cơ hội cả hai đội. Rất hiếm khi cả hai đội đều đạt 60 điểm và các bạn bước vào câu số 4. Phải nói là rất tiếc, phải không ạ? Nhưng mà rồi thì chúng ta cũng phải chúc mừng cho quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta không chạy được chiếc xe này thì quý vị khán giả kia cũng chạy cũng với thế thôi, phải không ạ? Và trước khi chúng tôi công bố kết quả của vòng thi thứ tư và trao giải thưởng cả 4 vòng, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo. Những bộ phim hấp dẫn ấn tượng, chương trình giáo dục bổ ích, chương trình thiếu nhi vui nhộn, chương trình ca nhạc đầy màu sắc hiện có bán tại cửa hàng trung tâm dịch vụ truyền hình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, 27-29 Quỳnh Đức Kháng, quận 1, điện thoại 914-7538. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả của vòng thi thứ tư. Và trước tiên xin được chúc mừng cho đội 1, các bạn đã nhận được phần thưởng đầu máy karaoke hiệu Senka. Chúc mừng các bạn. Và xin chúc mừng cho quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay đã chọn biểu tượng là nàng Luna có số điện thoại di động 0987 063 682. Và chúng tôi xin lặp lại, có số điện thoại di động là 0987 063 682, đã nhận được phần thưởng chiếc xe Super Sapphire là giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện nhà tài trợ lên trao giải thưởng. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ trao giải thưởng đầu tiên. Đây là đầu máy karaoke hiệu Senka. Và giải thưởng này chúng tôi được xin dành tặng cho đội 2. Như vậy là mùa Giáng sinh này chúng ta đã có thêm một đầu máy để cùng chia vui với bạn bè rồi, phải không ạ? Đây là giải thưởng điện thoại đầu tiên. Điện thoại di động Sony Ericsson W200i. Và phần thưởng này sẽ được dành tặng cho quý khán giả may mắn đầu tiên có số điện thoại di động 0982 928 980. Chúng tôi xin lặp lại, số điện thoại di động là 0982 928 980. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những giải thưởng của vòng thi thứ hai. Và giải thưởng của vòng thi thứ hai trước tiên vẫn là đầu máy karaoke hiệu Senka. Và giải thưởng này một lần nữa được trao về cho đội 2. Các bạn đã có tất cả là 3 đầu máy karaoke đến giờ phút này. Xin chúc mừng các bạn. Và đây là chiếc điện thoại thứ hai, điện thoại di động Sony Ericsson W610i. Phần thưởng này sẽ được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại 0977 643 991. Và chúng tôi xin lặp lại, có số điện thoại di động là 0977 643 991. Xin chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ đến với phần trao giải thưởng của vòng thi thứ ba. Và tương tự như vậy, giải thưởng vòng thi thứ ba, giải thưởng đầu tiên là đầu máy karaoke hiệu Senka. Và phần thưởng này xin phép được dời về cho đội 1. Xin chúc mừng các bạn. Và đây là chiếc điện thoại cuối cùng của chúng ta, điện thoại di động Sony Ericsson W880i. Phần thưởng này được dành tặng cho quý khán giả may mắn có số điện thoại 0989 262 562. Chúng tôi xin lặp lại, số điện thoại là 0989 262 562. Xin chúc mừng bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ trao giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc xe Super Sapphire.
Nhưng trước khi chúng ta đến với giải thưởng đó, chúng ta vẫn đến với giải thưởng là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và giải thưởng này một lần nữa lại ở lại đội 1. Xin chúc mừng các bạn. Như vậy rất là đồng đều phải không ạ? Cả hai đội đều, mỗi đội đều có 3 đầu máy karaoke Sơn Ca, cho nên chúng ta rất là dễ dàng trong việc phân chia. Ai cũng có đầu máy karaoke vào mùa Giáng sinh này cả. Đây là giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay, chiếc xe Super Sapphire. Giải thưởng có giá trị nhất và được dành tặng cho quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay có số điện thoại di động 0987 063 682. Và chúng tôi xin lặp lại, quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay có số điện thoại di động 0987 063 682. Xin chúc mừng bạn. Như vậy là chúng ta đã trao giải thưởng hết tất cả các vòng thi. Xin mời quý vị và các bạn hãy đến nhận giải thưởng ở địa chỉ nhận giải thưởng là số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất. Điện thoại liên hệ 910-2158. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ nhận giải thưởng là công ty Dân Thanh Long, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất. Số điện thoại liên hệ là 910-2158. Và chúng tôi rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, có tất cả 23.409 lượt quý khán giả đã đăng nhập vào hệ thống tham gia chương trình ngày hôm nay. Nhân dịp mùa Giáng sinh và năm mới sắp đến, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh và năm mới thật an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.